Ăn sáng lộn rồi dối quá lên lên tiền. Nướng chuột ơi, nướng chuột ơi. Chuột nướng, chuột nướng. Trời. Nướng chuột, nướng chuột cái. Chuột nướng đi, chuột nướng đi. Ai ăn không nè? Chuột nướng này. Ủa nghĩ ra quay tiếp mà ông ăn đi vô tới cổng mà còn ông còn dính ra đây còn nằm đây nữa nè. Ai ăn chuột không? Tao quê ơi. Quay chuột quay quay gì ông cố. Quay tôi được rồi. Lấy cái dễ mà ăn hơn. Ăn gì mày? Ăn gì nói đàng hoàng mày? Chính chưa mà là muốn bán cái dĩa. Tự. Qua đây. Xíu qua đây chơi nè. Kêu từ rồi tám nhất nó vào trả lời. Ăn gì mày? Ăn gì nói đàng hoàng mày? Dạ. Kêu mà lòng quá gì á? Để ba cả. Đồng tới ông à. Ơi. Ơi. Nướng lên màu đẹp ha. Con nó từ từ rồi tám nhất nó vào trả lời. Cố lên đang quay chuột cậu nó bợ nó không quay ống mà. Đầu tới ống à. Lớn rồi quá, sắp có vợ rồi, sắp con rồi, sống não. Sống não nó mới vui chứ. Cái màu đẹp chứ. Mà anh Vũ ơi, mà anh Vũ kêu anh Vũ vô đây. Giờ nãy kêu bỏ số tiêu mẹ. Rồi mày nữa. Điện thoại ổng á, mời trên này điện luôn. Anh chuyện. Bữa là mình muốn mấy con thôi. Nếu là chúng em nhờ mày nướng mấy con. Quay tôi được rồi, quay gì nó. Trời,
rồi còn mạng lên chữ không chết. Cái gì? Còn mạng lên chữ không chết. Phải ăn đồ mạng bù sao? Mấy đứa là chim chưa có cặp cái này. Rồi em có là chim bắt chim hồi nhậu rồi. Ủa bên tôi đó. Ừ tắm xong qua mày. Tiếp luôn. Tiếp nè. Không ai coi á. Đúng mời vô. Mời hả? Không ai coi quay làm gì cố hả tắm rồi chuột đi chuột nha tối nay xỉn nữa rồi nhậu đi. Chợ nãy giờ đủ cũng chết luôn. Con này chín rồi đâu quên. Chưa. Hàng vàng tí nữa mới ngon. Nướng sao mà đừng cho nó khét à. Này nó đủ má nó lai chim nè. Chợ Điện Biên á. Rồi vậy đó mới ngon đó không cố hơn. Đủ má tí để cho nó ăn con đó. Ừ. Cái này nó ướp cái gì vậy? Sạch té cái gì nữa? Thấy tỏi với nước mắm. Cho con con luôn nè. Ủa mẹ nước mắm cá linh đó. Nước mắm cá linh nè. Bánh gãi. Đem lên chai với đeo ta. Kìa. Dạ. Qua đây nè. Chọc qua đây nè. Tối nay tăng chai vậy. Ai tăng? Qua đây 2 triệu cho con nè. Mơ. Mơ mới nói tăng 11 12 giờ gì đó biết. Mai á. Thận nay chủ mẹ kêu đem màu lên bữa nay. Uống kêu mày đâu sao à? Chịu cũng kêu nhậu rồi. Nhậu ăn cơm ơi. Thơm quá. Chúng ta để hoa. Nó có bẹp bẹp hai cái đường chưa? Một con lên dĩa. Ừ, hai chừa cho, hai con. Này xỉn chắc ông nội đó làm gì trời nước cho cái gì à tôi biết nha ừ để chút hiểu qua nước em chào ông ăn quá nóng rồi mấy giờ mới qua nước được chào anh Dũng ơi ai thèm cố không vừa ngủ đi đi có gì ba quý nhậu nhàn kìa quý này tôi thấy con nhiễu rồi đó có là ăn quậy bạ được chứ qua quỷ chuột này ăn gì tiện không đi chạy mới chạy thắng kêu bia trước đi đi bộ tao mới giờ lá bắn đây hả điện đây là đụng ái sống gì điện thoại thôi điện già kìa ủa kêu ông già điện kìa đây tao điện được gì cần già nó hệ sắp điện điện cho lâu
Sạn hội đủ hết tiền. Bắp. Đủ má con tốt làm gì xin của người ta mới được. Nói. Xin ai? Vài. Đi về hổm gài ăn ơi. Ăn ơi. Về mấy bữa nay à? Đó, anh hai ngủ rồi nhậu nè. Anh ngủ đi. Thích chuyện. Đẩy hết luôn hả anh Hiếu? Dạ. Đẩy nước nữa hả? Nước hết luôn đi. Chuột. Cái đông lỡ đổ mồ hôi chứ. Đây. Cô làm cái nghe cái ơi. Còn chưa đi tắm em biết thằng ngu gì thôi hay quá này nó bình đẳng còn một cái gật đầu. Ăn không qua ăn nè. Ừ ô trời. Qua đây. Lên Sài Gòn chơi anh Phú ơi. Sài Gòn nhậu nè. Dữ lắm rồi. Nay xỉn chắc luôn. Qua đây chơi nè. Đi ngoài đường chi á? Gầu khét luôn. Rồi rồi để cái này sao trước kia, để cái sao á. Để lên răng 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 ngay chứ dính luôn. Con lên bằng một cái gật đầu đi thằng nhà về bên. Đâu anh? Cái tủ này chờ luôn, chín con ngủ hết đâu.
mặt đồ thùng nhẹ hói hầu mặt trái luôn đủ. Bác cái bạn mặc đồ đẹp không chà, mẹ bà nào ở đây gì không ơi. Quỷ gì đây, mười đủ má ngâm mày trời, ngâm thôi đồ rồi cái vậy thôi nha, ngâm cho mày cả buổi luôn, từ sáng tới chiều đó cả buổi. Nhậu nghe em ơi, kẹt. Đâu có ốp màu đâu, sao tới đó em gái. Ừ, biết rồi. Đó là đủ quá, không là tắm gì đâu. Cái gì? Á đù. Tối đổ xe đâu, tối xe bên hay đi rồi. Qua đây nè em, qua đây nhậu nè. Bye. Tối lại chim tiếp cho coi.